Unit 2, City Line, Lesson 1, Getting Started. Ở bài học hôm nay thì chúng ta sẽ có một số từ vựng như sau. To get stuck in traffic. Kẹt xe, thành ngữ, idiom. Pick somebody up. Cụm động từ, đón áp. Rarely. Trạng từ, hiếm khi. Packed with. Nó bằng với crowded, chật ních. Đông đúc. Mostly. Trạng từ. Hầu hết. Chủ yếu. Get around. Đi xung quanh. Reliable. Tính từ. Đáng tin. Trái nghĩa với nó sẽ là unreliable, là không đáng tin. Traffic congestion. Tắc đường. Ùn tắc giao thông. Congested. Tính từ. Tắc nghẽn, đông nghẹt, chật ních. Construction site. Công trường xây dựng. Dusty. Tính từ. Bụi, đầy bụi. Itchy. Tính từ, ngứa. Itchy eyes. Ngứa mắt. Probably. Trạng từ, chắc chắn. Stress. Tính từ, căng thẳng. Attractive. Tính từ, thu hút, hấp dẫn. Danh từ của nó là attraction, sự thu hút, điểm hấp dẫn. Downtown. Tính từ, khu trung tâm thành phố, thị trấn. Shopping mall. Danh từ, trung tâm mua sắm. Pricey. Tính từ, đắt đỏ. Underground. Danh từ, tàu điện ngầm. Ugly. Tính từ, khó chịu, xấu xí. Exhaust. Danh từ, khói hoặc là khí. Smell. Danh từ, mùi. Private. Tính từ, cá nhân. Effect. Động từ, ảnh hưởng. Rush hour. Giờ cao điểm. Entertainment center. Trung tâm giải trí. Occur. Động từ, xảy ra, xuất hiện. Traffic flow. Lưu lượng giao thông, luồng giao thông. Traffic safety. An toàn giao thông. Traffic jam. Danh từ, tắc đường. Kẹt xe. Grand. Tính từ, hoành tráng, to lớn. Unit 2, City Life. Page 18. Getting started. In my city. Activity 1. Listen and read. Hi, Ben. Sorry I couldn't get online earlier. I got stuck in a traffic jam and came home late. No problem, Trang. Did you go by bus? No, my dad picked me up. I rarely use the bus. It's slow and packed with people. I mostly get around by underground. It's more reliable than the bus. That's great. But traffic congestion is terrible in London. You know, the more crowded the city gets, the more congested the streets are. Yeah, and the more polluted they may become. There's a construction site in my neighbourhood. It's dusty, so people easily get itchy eyes. It must be noisy too. The noise probably makes people feel stressed sometimes. That's right. But new buildings make the city look modern and attractive. Do you remember the Grand Building downtown? Of course. How's it now? When I left Vietnam, they nearly finished it. Well, it's now a shopping mall. Teens like it because it's modern and fun. Do you often go there? Sometimes. I watch movies there with my sister. I want to go there more often, but it's a bit pricey. It's expensive here in London, too. Unit 2, City Life. Page 18, Getting Started. In my city. Activity 1, Listen and Read. Hi, Ben. Sorry I couldn't get online earlier. I got stuck in a traffic jam and came home late.
Chào Ben, mình xin lỗi vì không thể trực tuyến sớm hơn. Mình bị kẹt xe và đã về nhà muộn. No problem, Trang. Did you go by bus? Không sao đâu, Trang. Bạn đã đi bằng xe buýt phải không? No, my dad picked me up. I rarely use the bus. It's slow and packed with people. Không, bố mình đón mình. Mình rất là hiếm khi sử dụng xe buýt. Nó chậm và chật cứng người. I mostly get around by underground. It's more reliable than the bus. Mình chủ yếu đi bằng tàu điện ngầm. Nó đáng tin cậy hơn xe buýt. That's great. Thật tuyệt vời. But traffic congestion is terrible in London. You know, the more crowded the city gets, the more congested the streets are. Nhưng tình trạng tắc nghẽn giao thông ở London rất khủng khiếp. Bạn biết đấy, thành phố ngày càng đông đúc thì đường phố ngày càng bị tắc nghẽn. Yeah, and the more polluted they may become. There's a construction site in my neighborhood. It's dusty, so people easily get itchy eyes. Ừ, và chúng ngày càng trở nên ô nhiễm hơn. Có một công trường xây dựng ở khu vực của mình ở. Nơi đây đầy bụi bặm nên người ta rất là dễ bị ngứa mắt. It must be noisy too. The noise probably makes people feel stressed sometimes. Chắc chắn nó cũng rất là ồn. Và tiếng ồn có lẽ đôi khi khiến người ta cảm thấy căng thẳng. That's right. But new buildings make the city look modern and attractive. Do you remember the grand building downtown? Đúng rồi, nhưng những cái tòa nhà mới làm cho thành phố trông hiện đại và hấp dẫn. Bạn có nhớ tòa nhà lớn ở trung tâm thành phố không? Of course. How's it now? When I left Vietnam, they nearly finished it. Tất nhiên là có rồi. Bây giờ nó như thế nào rồi? Khi mình rời khỏi Việt Nam thì họ đã gần hoàn thành nó rồi. Well, it's now a shopping mall. Teens like it because it's modern and fun. À, bây giờ nó trở thành một cái trung tâm mua sắm. Thanh thiếu niên thích nó vì nó hiện đại và vui nhộn. Do you often go there? Bạn có thường đến đó không? Sometimes. I watch movies there with my sister. I want to go there more often, but it's a bit pricey. Thỉnh thoảng, mình xem phim ở đó với chị của mình. Mình muốn đến đó thường xuyên hơn, nhưng nó hơi đắt. It's expensive here in London too. Ở London cũng rất là đắt đấy. Activity 2. Read the conservation again and decide if the following statements are true or false. Hãy đọc lại đoạn hội thoại lần nữa và quyết định xem những câu sau đây là đúng hay là sai. Đối với bài tập này thì chúng ta sẽ dựa vào cái thông tin của bài đọc và để hoàn thành 5 câu ở bên dưới. Dựa trên thông tin của bài đọc xem tự nó đúng thì chúng ta sẽ tích vào câu T và sai là nó sẽ tích vào câu F. Number 1. The bus in Trang's cities is slow and crowded. Xe buýt ở thành phố của Trang thì chậm và đông đúc. Chúng ta quay trở lại bài đọc và tìm thấy thông tin bạn Trang có nói là gì. I rarely use the bus. It's slow and packed with people. Mình hiếm khi sử dụng xe buýt. Nó chậm và chật ních người. Vậy ở đây câu này là câu đúng nên chúng ta sẽ tích vào câu T. Number 2. The underground system in Benz City is unreliable. Hệ thống tàu điện ngầm ở thành phố của Ben thì không đáng tin cậy. Trong đoạn hội thoại thì bạn Ben có đề cập đến là gì? I mostly get around by underground. It's more reliable than the bus. Mình chủ yếu di chuyển bằng tàu điện ngầm. Nó đáng tin hơn là xe buýt. Vì thế câu này sẽ là câu sai. Chúng ta sẽ tích vào câu F. Number 3. There is a dusty and noisy construction site near Trang's house. Có một cái công trường xây dựng bụi bặm và ồn ào ở gần nhà Trang. Bạn Trang có đề cập trong bài nói, trong bài hội thoại như sau. There's a construction site in my neighborhood. It's dusty, so people easily get itchy eyes. Có một công trình xây dựng ở trong khu phố của mình. Nó đầy bụi bặm, vì thế mọi người dễ dàng bị ngứa mắt.
Vậy thông tin này nó đúng như trong bài đọc nên chúng ta sẽ chọn câu này là câu 2. Number 4. Trang thinks new buildings make the city look ugly. Trang nghĩ rằng những cái tòa nhà mới làm cho thành phố trở nên xấu xí. Vậy thông tin trong bài đọc có tìm thấy là bạn Trang có nói là gì? Brand new buildings make the city look modern and attractive. Attractive. Bạn Trang có nói là gì? Nhưng những cái tòa nhà mới này làm cho thành phố trông hiện đại và hấp dẫn. Nên thông tin này sai. Nên chúng ta sẽ tích vào câu F. Number 5. Bus, trains and bus for shopping much more expensive. Cả bạn Trang và Ben đều cho rằng trung tâm mua sắm thì đắt đỏ. Trong cái đoạn thì bạn Trang có nói là gì? Well, it's now a shopping mall. I want to go there more often. But it's a big price. Bây giờ nó là một cái trung tâm mua sắm. Mình muốn đến đó thường xuyên hơn. Nhưng nó khá là đắt đỏ. Bạn Ben đáp lời của bạn Trang cũng nói về London rất là đắt, là nói gì? It's expensive here in London too. Cả hai bạn đều cảm thấy trung tâm mua sắm đắt đỏ nên câu này là câu đúng. Ta sẽ tiếp vào câu T. Activity 3. Mark the words of races with their pictures. Hãy nói những từ hoặc cụm từ với những bức tranh tương ứng. Ở đây người ta cho mình 5 từ và cụm từ và tương ứng với 5 bức tranh. Bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu nghĩa của những cái từ và cụm từ này. Sau đó chúng ta sẽ nối với bức tranh tương ứng. Number 1. Congested road. Tắc đường. Number 2. Construction site. Công trình xây dựng. Number 3. The underground. Tàu điện ngầm. Number 4. Itchy age. Nhức ngứa mắt. Number 5. Entertainment center. Trung tâm giải trí. Quan sát những bức tranh thì chúng ta thấy con đường bị tắc nghẽn giao thông, thì đó là bức tranh P. Chúng ta sẽ nói câu 1 và bức tranh P. Từ số 2 là công trường xây dựng, construction site, thì sẽ tương ứng với bức tranh C. Từ số 3 là tàu điện ngầm, thì tương ứng với bức tranh số A. The underground nói với số 3, nói với bức tranh A. Số 4 là mỏi mắt, ngứa mắt, itchy age, thì sẽ nói bức tranh A. Tiếp theo, số 5, trung tâm giải trí, tương ứng với bức hình D, Entertainment Center, là số 5 sẽ tương ứng với hình D nhé. Activity 4, choose the correct answer A, B, C or D. Hãy chọn đáp án đúng A, B, C hoặc là D. Number 1, I like getting around bikes. I have the smell of car exhaust. Chúng ta có 4 đáp án: A, underground, tàu điện ngầm; B, private car, xe ô tô riêng; C, taxi, xe taxi; D, bus, là xe buýt. Mình thích đi xung quanh bằng cái gì đó, mình ghét cái mùi khói xe. Thì mùi khói xe thì ở đây người ta không thích mùi khói xe, thì chúng ta sẽ loại C những cái đáp án như là private car, xe ô tô riêng, taxi, bus. Vậy chúng ta chọn đáp án ở đây là đáp án A. Mình thích đi xung quanh bằng tàu điện ngầm, mình ghét cái mùi khói xe. Number 2. Rust does my badly affect hours. A, stomach, bụng hoặc là dạ dày. B, back, lưng. C, age, mắt. D, let, chân. Bụi đường có thể ảnh hưởng xấu đến cái gì đó của chúng ta. Thì bụi đường thì có thể ảnh hưởng xấu đến mắt của chúng ta. Nên ở đây đáp án chúng ta sẽ chọn là đáp án C, age. Number 3. There is a in my neighborhood is noisy and dusty. A, building, tòa nhà cao tầng. B, construction site, công trường xây dựng. C, hospital, bệnh viện. D, lake, là hồ. Có một cái gì đó ở khu phố của mình nó ồn ào và bụi bặm, thì ở ồn ào và bụi bặm thì sẽ có một công trình xây dựng, nên chúng ta sẽ chọn đáp án B. Number 4. The rocks in nervous so often occurs at rush hours. A, traffic light, đèn giao thông. B, traffic flow, lưu lượng giao thông hay gọi là luồng giao thông. C,
Traffic congestions, tắc nghẽn giao thông. D. Traffic safety, an toàn giao thông. Con đường hẹp vì thế cái gì đó thường xảy ra trong giờ cao điểm. À, vì thế thì cái sự tắc nghẽn giao thông hay gọi là ùn tắc giao thông thường xảy ra vào giờ cao điểm nên chúng ta sẽ chọn ở đây đáp án C. Number 5. Many teens fancy spending their weekends in an entertainment. A. Industry, công nghiệp. B. Value, giá trị. C. Business, doanh nghiệp. D. Center, là trung tâm. Và chúng ta có một cái cụm từ chúng ta đã học là trung tâm giải trí là gì? Entertainment Center. Vì thế câu này chúng ta sẽ chọn đáp án D. Nhiều thanh thiếu niên thích dành cuối tuần của họ ở trung tâm giải trí. Activity 5. Quiz. A lifestyle survives. City life or village life. Complete the quiz, then compare your choice with your friends and the teacher's explanations. Which suits you more, life in the cities or in a village? Câu đố. Cuộc khảo sát về lối sống. Cuộc sống ở thành thị hay là cuộc sống ở miền quê? Hãy hoàn thành câu đố, sau đó so sánh sự lựa chọn của bạn với lời giải thích của bạn bè và giáo viên. Xem cái nào phù hợp với bạn hơn, cuộc sống ở thành phố hay là cuộc sống ở miền quê. Ở đây chúng ta có 5 câu hỏi và tương ứng với nó có hai sự lựa chọn A và B. Nếu chúng ta chọn câu A nhiều nhất thì chúng ta phù hợp với cuộc sống ở thành phố. Và nếu chúng ta chọn câu B nhiều nhất thì chúng ta sẽ phù hợp với cuộc sống ở miền quê. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào những câu hỏi bên dưới. Number 1. What kind of house do you want to live in? Bạn muốn sống trong một ngôi nhà như thế nào? A. A small and modern apartment. Một căn hộ nhỏ và hiện đại. B. A house with a garden. Một ngôi nhà có vườn. Number 2. How do you like to get around? Bạn thích đi lại bằng cách nào? A. By public transport. Bằng giao thông công cộng, bằng phương tiện giao thông công cộng. B. By motorbike or bicycle. Bằng xe máy hoặc là xe đạp. Number 3. Where do you frequently enjoy visiting? Bạn thích ghé thăm nơi nào thường xuyên? A. Shop, restaurants, cinemas and art galleries. Cửa hàng, nhà hàng, rạp chiếu phim và các phòng trưng bày triển lãm nghệ thuật. B. Local farmers markets, chợ nông sản địa phương. Number 4. How do you describe your favorite neighborhoods? Bạn mô tả khu phố yêu thích của mình như thế nào? A. Crowded and busy, đông đúc và nhộn nhịp. B. Quiet and drink and green, yên tĩnh và xanh. Number 5. How do you like to spend time outdoor? Bạn thích dành thời gian ở ngoài trời như thế nào? A. Going for walks or running in the park. Đi dạo hoặc chạy trong công viên. B. Doing gardening or visiting next door neighbors. Làm vườn hoặc là thăm hàng xóm bên cạnh. Bài học hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video khác. Các em nhớ đón xem và đăng ký kênh YouTube lớp Anh Cô Liên nhé. Cảm ơn các em rất nhiều.